Ok, xin chào tất cả bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền bằng ứng dụng ví Việt nhé. Thì mình mới lần đầu tiên sử dụng thôi. Đầu tiên các bạn vào CH Play cho mình. Các bạn search chữ ví Việt. Thì cái ứng dụng này kiếm được khá là nhiều tiền luôn. Thấy mấy thằng bạn mình nó bảo thế. Thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like video và chia sẻ đến bạn bè nhé. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn hãy bỏ một chút thời gian ra để đăng ký kênh và like video nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nói chung là mình hơi bị hoa, các bạn thông cảm. Ok, thì mạng nhà mình thì mạng cũng khá yếu thôi nên tải hơi lâu, các bạn thông cảm nhé. Đây, trong thời gian chờ đợi mình sẽ xem qua vài game này. Ok, thì mình đã tải xong rồi, bây giờ mình sẽ mở lên nhé. Đây. Mở lên thì ứng dụng nó sẽ có giao diện như này. Sản phẩm của Liên Vietpost Bank. Ok. Thì ở đây là nó bắt cập nhật thêm tài nguyên, thì mình sẽ cập nhật thêm. Ok. Sau khi cập nhật thêm thì nó sẽ bắt mình là đăng ký tài khoản. Đấy. Thì mình đã có tài khoản đâu, bây giờ mình sẽ đăng ký. Nhập số điện thoại này, các bạn cần nhập số điện thoại này, họ tên đầy đủ, email này, tài khoản mật khẩu này. Ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng video để điền nhanh thông tin nhá. Ok, sau khi điền xong hết thông tin các bạn ấn vào tôi đồng ý này, ấn vào tiếp tục này. Thì nó bắt là quý khách vui lòng nhập mật khẩu ít nhất 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ hoa, viết thường và ký tự đặc biệt. Ok, thì bây giờ mình sẽ lại tạm dừng video phát nữa nhé. Rồi, mình đã quay trở lại rồi. Thì ở đây nó lại bắt mình là nhập chứng minh nhân dân, bắt buộc nhé. Các bạn phải trên 16 cộng thì mới được. Nói chung là không phải trên 16 cộng mà ở chỗ các bạn ai mà làm được làm sớm ý, thì người ta sẽ có rất là nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ nhập cước số, bây giờ mình lại phải tạm dừng video một tẹo nữa để mình điền cái chứng minh nhân dân này vào, các bạn đợi mình tẹo nhé. Ok, mình đã điền xong, bây giờ mình sẽ ấn vào tiếp tục nhé. Đấy, sau khi tiếp tục xong thì nó sẽ cho bạn mã xác thực, thì các bạn đợi một tẹo nó sẽ gửi mã xác thực về số điện thoại của các bạn nhé. Ok, thì mình nghĩ là lần đầu nên nó lâu, đây 799561. Vậy mẹ mình vừa quát mình một trận. Rồi mình đã quay trở lại, bây giờ mình sẽ ấn vào đăng ký nhá. Các bạn đừng soi cái đấy nhá. Ok, thì ở đây nó bảo là các bạn cần nhập mã giới thiệu, thì mình lại phải tạm dừng video một tẹo nữa nhá. Các bạn thông cảm cho mình. Ok, thì mình đã kiếm được một cái mã giới thiệu rồi. Thì bây giờ anh em muốn được được có tiền trong tài khoản thì anh em hãy lấy mã giới thiệu của mình nhá. 0166440 2943, đây là cái mã này mình chỉ lấy ở trên kia thôi. Ok, bây giờ mình xác nhận này, đã nhập thành công. Các bạn nhập mã giới thiệu như của mình nhé.
0166 440 2943 nhá. Ok. Thì ở đây nó cho chúng ta là để sử dụng tính năng ví mật như chuyển tiền nhanh thanh toán thì bạn nạp tiền. Ok. Mình sẽ ấn về màn hình chính này. Và mình ấn vào cài đặt xem nào. Vân tay các kiểu này, thông tin cá nhân này. Code các kiểu luôn. Khuyến mại này, mình sẽ nó khuyến mại xem có những cái chương trình gì nhá. Thì nói chung chả có chương trình gì đâu. Ấn vào home này. Mình sẽ ấn vào tài khoản của mình này. Thì trong ví của mình hiện tại là vẫn chưa có tiền. Ok. Thì các bạn đợi tí để mình tìm hiểu thêm để mình chỉ các bạn nhé. Ok, thì mình đã vào cái phần này rồi. Bây giờ các bạn muốn được tiền thì các bạn hãy nhập số điện thoại của mình là 0166 440 2943 nhé. Đây mình sẽ chỉnh lại này. 0166 440 2943. Đây. 0166 440 29. Đây mình sẽ thoát ra. Sẽ ấn lại. Chia sẻ này. Đây là số điện thoại của mình, các bạn hãy lưu ý và được nhé. Khi bạn nhận thì các bạn sẽ được tiền. Đấy. Khá là hay. Thêm chi tiết này. Không có dữ liệu này. 01664402943. Đây, gửi lời nhé. Rồi ok. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và hữu ích. Và các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ đến các bạn bè của các bạn nhé. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.